Hosanna, sing Hosanna, na na na. Sing Hosanna. 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 Cuối cùng cũng trồng xong rồi cô chú anh chị. Đây. À, còn hai bụi dưới kia nữa thôi, nhưng mà tại vì là mưa. Mưa đang tới cho nên là phải đi lên nhà. Mấy bụi ở trên đây là mấy bụi lớn lớn của chú anh chị, nó đã xanh lại rồi, có nghĩa là nó sống lại đó. Mùa xuân này nó sống lại, khoảng tới khoảng tháng 6 tháng 7 thì nó sẽ có bông tím rịm mấy khu này. Mùa đông thì nó kiểu như nó chết á, bây giờ nó ra nè, xanh lại. Mưa rồi. Hết quay được rồi, một lát nữa hết mưa thì Nhi sẽ xuống dưới kia để làm cỏ với khô quải hương. Ở đây là mấy cây đậu Hà Lan đang lên nè.
Còn bên đây là sả. Này miếng sả nè. Chiều mưa. Chịu nổi không? Từ ngày biết mặc đồ tới giờ là một ngày là cả chục bộ rồi đó Vít. Ướt một chút rồi đi thay, ướt một chút rồi đi thay, sáng giờ mấy bộ rồi? Hả? Ơi là chàng. Hở một chút rồi đi thay, hở một chút rồi đi thay. Chịu đời nổi không? Cười. How many outfits already? Hả? Chu. Rồi từ đây đến chiều mấy bộ nữa? Hồi sáng một bộ. Rồi lại thay ra. Rồi hồi nãy quần ướt lại thay ra. Hồi nãy xém chí nữa là đòi lại đổi thay nữa đó. Quần áo đâu chịu nổi Vít. Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị lại với kênh của Giờ Việt Chồng Amis, cuộc sống Mỹ Tennessee. Nói dạ. Dạ. Con. Xin chào. Dạ. Ông bà. Dạ. Cô chú. Chú. Chào mừng. Chào mừng. Ông bà cô chú. Chú. Trở lại. Trở lại. Với. Với. Kênh của. Kênh của. Nhà con. Nhà con. Nhiên. Nhiên. Có video nào? Bây giờ con đi ra ngoài nhổ cỏ với mẹ con nghe. Mi đó đi. Bây giờ thì Nhi sẽ ra ngoài đó để làm cỏ. Cô chú anh chị nào lần đầu tiên xem kênh của nhà Nhi đó thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật nút thông báo để mình nhận được những cái video vừa mới đăng lên nha cô chú anh chị. Nhiều khoanh tay hoài vậy Vít? Khoanh tay hả? Nói gì khoanh tay vậy? I'm very good. Time to khoanh tay. It's cold. Lạnh hả? Cold. Yep. Vậy đi vô lấy áo khoác đi. Get a coat. Ma. Đi ra ba đi kìa. Hôm trước thì Nhi có quay cho cô chú anh chị là số trứng mà nhà Nhi chuẩn bị ấp nữa nè. Đây là đợt thứ hai. Bữa nay là được 7 ngày cô chú anh chị. Bây giờ Nhi sẽ gọi đèn thử kiểm tra là trứng như thế nào nha. Cái máy này ấp cũng rất là đơn giản ha. Đây. Nè, khi nào mình thấy nó có cái phôi nè. Nè, mấy cái lằn mà máu nè cô chú thì trứng này là được nè. Đây. Còn bên đây á là trứng bị hư nè, không có phôi nè. Mình không thấy mấy cái lằn máu nha. Đợt này thì nhà Nhi loại bỏ ra khoảng 16 trứng. Mấy cái này chắc là trứng giữa nè. Một lát chiều thì Nhi sẽ đem nó đi luộc để ăn thử. Anh xã thì ảnh không bao giờ ăn hết trơn á, chỉ có mình Nhi ăn hả. Rồi bây giờ đi ra ngoài cô chú anh chị. Hiện tại thì cũng đang mưa lâm râm mà cũng rất lạnh á. Nhi sẽ quay vòng vòng cho cô chú anh chị coi là cái vườn nhà Nhi mấy tháng nay nó như thế nào nha. Bữa nay thì mọi thứ nó đã xanh rờn trở lại rồi. Có một vài cây thì nó cũng đã lên cũng hơi cao, nhưng mà đặc biệt là tỏi thì rất là tốt luôn. Mời cô chú anh chị cùng đi với Nhi nghe. Rồi nếu mà mình đứng ở dưới khu này đó thì cái này là toàn bộ cái khu vườn nhà Nhi nè cô chú anh chị. Này Nhi quay xa nha. Toàn bộ. Ở phía chỗ này thì là măng tây. Bên này cũng là măng tây. Còn chỗ này á là hẹ. Còn phía bên kia là tỏi. Bây giờ mình sẽ đi gần nha. Măng tây bữa nay á, thì nhà Nhi không có hái nữa. Sau khi mà thu hoạch khoảng 2-3 tuần á, thì không có hái thêm nữa cho nó lớn lên. Nó cao như thế này để nó phát triển rễ của nó phía dưới cô chú anh chị. Mặc dù mình thấy nó cũng mập mập nè.
Đây mấy cái này nó lên nè. Bữa nay thì lên đều nha. Đây. Còn hẹ bữa nay là xanh rờn luôn. Hẹ năm nay thì nhà Nhi không có thu hoạch lá nữa, nhưng mà là sẽ thu hoạch bông đợi khoảng tháng 6, tháng 7 rồi đó. Mùa thu á chứ khoảng tháng 6, tháng 7 thì sẽ có bông. Đây bên đây tỏi nè, quá chừng mập luôn nè. À, cái loại tỏi này á thì khoảng cỡ tháng 7, tháng 8 hôm bữa như có nói á, thì sẽ hái bông ha. Mình thu hoạch bông để mà mình đem đi bán. Ở đây người ta cũng ưa chuộng lắm. Đây toàn bộ khu này. Khu bên kia thì loại hương hồi sáng Nhi đã quay rồi. Còn cái chỗ này là khu mới của măng tây, nhà Nhi mới trồng từ cây con luôn. Ở trên kia đó là dâu. Dâu bữa nay là có bông nhiều rồi. Năm nay là sẽ nhiều hơn mấy năm trước. Và mình nhìn thấy là nó sạch sẽ hơn. Đây. Anh xã Nhi ảnh có nghệ thuật trong cái việc mà ngăn mấy cái khu ra, cho nên nhìn cái giường của mình nó sẽ sạch và nó sẽ gọn. Và nhìn nó đẹp nữa. Quá chừng bông nè. Rồi bên khu này á thì hôm trước Nhi có trồng ba cái đậu Hà Lan á cô chú anh chị. Loại này thì mình không cần phải làm vàng. Bữa nay nó cũng lên được bao nhiêu đây nè. Và cái loại này á là rhubarb, thì tên tiếng Việt hình như là đại hoàng á. Cái vị nó chua chua, người ta thường hay làm nó để là bánh á, dùng nó để làm bánh. Còn bên đây là mấy cây hành nè cô chú anh chị. Nhà Nhi á thì thường trồng hành, tỏi, với lại tương lai sẽ trồng quế nha. Ở trong cái khu này, toàn bộ cái khu này nè. Để Nhi quay xa nha. Mưa á, lạnh quá. Toàn bộ cái khu này là trồng cà chua. Cà chua bi, cà chua trái bự cũng có luôn. Thì trồng hành với lại trồng tỏi. Và tương lai sẽ trồng ba cái cây húng quế nữa. Thì nó sẽ ngăn được sâu bọ nha. Đây nhà Nhi đã trồng cà chua ra rồi đây. Hôm qua ảnh có trồng rồi nè. Mấy năm trước thì tháng 4 trồng á, nhiều khi nó có được lạnh á, cà chua nó bị chết. Nhưng mà năm nay cũng trồng thử lại, tại vì mỗi năm nó thay đổi. Còn bên đây là cúc ha. Đây cái khu này với cái khu bên kia đó thì Nhi sẽ để dành để trồng ba cái rau Việt Nam, rau muống hay đồ này, hay là các loại rau dền rồi đó. Rồi cái đó là xà lách ha. Còn khu này là có cải xoăn á, với lại tỏi chính giữa nè. Rồi bên đó là xà lách nữa. Bữa nay thì nó ra mấy cái lá mới rồi. Với lại chỗ này là tỏi nha. Này. Còn khu bên này đó thì là bắp cải tím với lại ba cái, không phải bắp cải tím, bông cải xanh. Hôm trước như trồng nè. Lạnh quá. Với lại mấy cái hàng kèm theo này á, là tỏi luôn. Nhà Nhi trồng tỏi khắp nơi hết. Hay bữa nay bông nó lên quá chừng lên này nè. Nó leo xuống đó cô chị. Rất là đẹp luôn. Đây nó rủ xuống nè. Anh xã Nhi ảnh rất là có nghệ thuật. Tại vì ảnh không muốn trồng màu nó liên tục với nhau á. Ảnh xen kẽ mấy cái loại gia vị nè. Cái đó là xả hương ha. Cái này là oregano nè. Mấy cái này lên rất là tốt luôn. Thì Nhi sẽ thu hoạch sau để phơi khô để làm một cái loại gia vị của Ý để bán nha. Rất là nhiều luôn. Nó đang lên. Rồi còn bên khu này, hôm trước Nhi có rải ba cái đậu Hà Lan đó nè. Cái loại này thì là lau đeo vàng. Bây giờ nó lên được một chút xíu rồi nè. Đây cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Cái này mình trồng như vậy nè là mình không thấy cỏ nó leo nè, thấy không cô chú anh chị? Không thấy cỏ nè. Cái này là nhà Nhi để cho nó leo xuống dưới đây nè. Đó nó luôn xuống dưới đây. Cho nó tràn hết chân mấy bánh xe luôn thì mình sẽ không có cần phải nhổ cỏ nữa. Đây cái xạ hương này cũng vậy nè, nó leo quá chừng leo luôn. Này chỗ này mình không có trồng nè, cho nên là có cỏ nè. Còn đây là cái dạng kiwi thì anh xã Nhi anh vừa mới trồng ra nè. Chắc khoảng mấy tháng nữa thì nó sẽ leo lên. Đây bạch đã trồng ra rồi. Mấy cái đầu ở trên nè cô chú anh chị. Cái này bánh xe này đã xong hết trơn rồi nè. Nhà Nhi là năm nay là trồng oải hương tràn lan hết ở trên đò, trên cái phía trên của bánh xe luôn. Tương lai nhìn rất là đẹp cô chú anh chị. Ôi ơi bữa nay ba cái tía tô đất nó lớn. Cái này là mai mốt là phải đem đi thu hoạch nè. Cái khu nhà Nhi mình làm bánh xe cái bờ kè nó hơi cực á.
Nhưng mà nó đẹp lắm. Cái này là chưa xong nè. Thời gian rảnh thì anh xả nha, anh sẽ tiếp tục chắc mấy cái bánh xe lên tới đây luôn. Là ở trên top, top này là sẽ trồng ba cải hương. Bây giờ mình qua mình kiểm tra mấy con vịt nha cô chú anh chị. Bữa nay nó lớn lắm rồi. Anh xả gì bữa nay anh phải mua một cái ấy nước mới cho nó nè. Còn bữa nay mấy bả đâu rồi? Nè, trời ơi, nó, cô chú anh chị thấy nó mau lớn không? Để qua anh kia nha. Hai mấy con bữa nay mới nó lớn nè cô chú anh chị, nó mạnh, nó nhanh lớn lắm. Bữa nay á thì nó đã biết xuống cái lỗ này rồi đó. Ban ngày thì nó đi lên nha ông, ban ngày thì nó đi xuống dưới đây nè, nó có cái cầu thang đi xuống để nó đi vòng vòng ở dưới. Nhanh lớn quá. Này đã như quay trên cao vô cô chú anh chị coi nha. Lạnh quá. Okay. So same price. Okay.